xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của nhà Gold TV nha. Như video lần trước mình cũng đã có chia sẻ với mọi người là hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mà mình và chị em nhà mình vượt qua cái Covid nha mọi người. Mình xin chia sẻ thật mọi người là mình đã bị Covid-19 vào tháng 11 đúng không chị? Tháng 10 là mình cuối tháng 10 năm ngoái là mình đã bị Covid nha mọi người. Lúc đó là mình đang ở nhà riêng. Vi thì chưa, lúc đấy Vi chưa bị mọi người. Lúc đấy Vi đang bầu đúng không Vi? Đâu, lúc đó em gần 4 tháng. À 4 tháng. Gần 7 tháng là em bị. À lúc đó là Vi đang mang bầu gôn đó mọi người, cho nên là gia đình nhà mình muốn giữ an toàn cho mẹ bầu á, cho nên là đi thuê một cái căn hộ chung cư ở riêng nha mọi người. Đó do mình và chị mình đi làm á mọi người. Là đợt đó là mình và chị của mình với anh rể của mình là chồng của chị Yến ngồi bên cạnh mình. Đó là mấy chị em bị Covid. Clip hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là cái cách mà mình đã vượt qua cách mà mình đã trải qua cái Covid nó như thế nào. Bởi vì là mình cũng trước đó mình đã muốn quay một đoạn video muốn chia sẻ lại với mọi người là cách mình vượt qua nó như thế nào. Nhưng mà hôm nay mình mới có dịp là chia sẻ với mọi người rõ hơn là mình có những cái triệu chứng đầu tiên là đau đầu. Hôm đó mình đang ở chỗ làm, buổi chiều tầm 1 giờ chiều mọi người là mình có những cái triệu chứng là đau đầu. Đó, mình đau đầu xong rồi mình cũng cố, mình nghĩ là mình cứ cảm bình thường thôi mọi người. Nhưng mà sau đến 2 giờ sau thì mình thấy nó nặng hơn, là nó nhức, nó choáng, kiểu mình đi nó không được, nói chung là mình thấy nó hơi choáng lắm, 360 độ nó cứ nghiêng này nè. Mình nghĩ là mình cũng đã nghi ngờ và mình có những triệu chứng đầu tiên rồi, thì lúc đó mình cũng xin mình đi về sớm. Thế là mình cũng cố gắng lái xe về, lái xe ô tô cũng nói chung là rất là nguy hiểm, nhưng mà mình lúc đó mình cũng cố gắng hết sức để mình lái xe về đến tận nhà. Lúc anh chưa biết anh bị mà. Lúc đó thì mình cũng cứ nghi ngờ là mình bị kiểu cảm hay là như nào, mấy cái triệu chứng bình thường thôi. Vừa là mình cũng đã chuẩn bị, mình nghĩ ở trong người là mình đã bị rồi á. Hôm đó là mình đã xong, mình lấy nồi cơm điện ra, mình bỏ vỏ bưởi nè, vỏ cam, xả, quýt, rồi xả nè, rồi mình bỏ muối, rồi gừng nữa, đó gừng. Đó rồi là mình trùm chân mình xong nha mọi người. Lúc đấy mình xong 15-20 phút cho nó tốt hết mồ hôi ra. Đó, xong rồi mình nghỉ một tí, xong rồi mình leo hết mồ hôi đi, rồi mình nghỉ ngơi tầm 10-15 phút rồi mình mới đi rửa mặt. Đó, đó là những triệu chứng đầu tiên. Còn bây giờ chị mình sẽ chia sẻ cái triệu chứng của chị mình. Và chị mình cũng ở cùng với mình cho nên là mấy chị em bị luôn á mọi người. Giờ chị Yến chia sẻ về cái gọi là cái triệu chứng ngày đầu tiên của chị. Thật ra là chị là người bị trước chứ không phải em. Chị là người bị chị trước. Mệt trước. Chị bữa sáng đó là chị ra chị làm là chị thấy rất là mệt trong người, nó không có được như mọi khi. Cái xong đó là tự chị ráng tới trưa. Chắc chị yếu hơn. Là ngày hôm đó là chị nhờ thằng Đài nó làm hết, chị chỉ có nhìn thôi. Cái xong đó là trưa đó chị về rất là mệt, là giờ mình về nhà mình nghĩ mình cũng không làm nổi. Mình cố được mấy tiếng mình cũng không làm nổi, xong mình về bị sốt, chiều đó bị sốt. Chị về bị sốt là ngày chiều hôm đó với tối hôm đó với ngày hôm sau chị bị sốt. Chị bị sốt xong là hôm sau mới tới lượt em đau đầu, em bị. Chị là người có triệu chứng trước. Thế là chị mình có triệu chứng trước nha mọi người. Chị mình có triệu chứng đầu tiên. Thì mấy chị em mình thì cũng ở chung trong nhà thôi, mà bệnh này thì mọi người cũng biết rồi đó. Nói chung là nó lai rất là nhanh. Mình cũng bị sau chị mình chắc được 1-2 ngày. Một ngày. Nhưng mà chị sốt một ngày là xong. Tới ngày anh Thi là chăm sóc chị đúng không? Là ngày hôm sau anh Thi lại bị luôn. Cái xong là anh Thi mới sốt. Anh Thi sốt 2 ngày, chị sốt 1 ngày, anh Thi sốt 2 ngày. Là anh Thi sốt 1 ngày thì lại tới lượt em sốt. Đó, là cứ tiếp nối như vậy. Đấy, nói chung là cái thời gian đó nó cứ gần nhau. Mình không biết là ai bị trước hay bị sau. Nói chung là ai cũng có cái triệu chứng gọi là có cái triệu chứng chớm chớm rồi. Mọi người nghĩa là mình nghĩ lúc đó là trong người mình đã mang virus, có virus sẵn trong người rồi. Nó chỉ gọi là nó bùng phát lên ngày này ngày kia thôi. Đó, thì là mình nghĩ là chị nghĩ là do chị phụ nữ cho nên là đợt kháng nó yếu hơn, nên chị có triệu chứng trước. Chị nghĩ là vậy. Chúng mình làm chung một môi trường mà. Nhưng mà lúc đó là mình không có biết là mình bị. Lúc đó mình không biết mình bị. Mà mình cứ nghĩ là ôi cám, do là lúc đó là đang là giao mùa, đang chuẩn bị vô mùa đông. Mình cũng nghĩ là mình bị cám cũng bình thường giống như những năm.
xong cái là có lần nọ cái là mình mệt quá, mình bị đã bị 2 ngày rồi, đã các triệu chứng sốt là đau đầu nó đã giảm một chút rồi, nhưng mà cảm thấy nó rất là mệt. Cái bữa đó mình mới lấy cái chai dầu xanh của Việt Nam mình ấy, cái là chị lấy chị thoa lên mũi, chị thoa lên mũi chị nói là không thấy mùi. Cái dầu này nó bị hết hạn sử dụng rồi, sao nó không có mùi nữa, nó hết hạn sử dụng thôi, mình bứt cái chứ để đây làm gì. Nhưng mà đó là ngày đầu tiên hay ngày thứ hai? Ngày thứ hai. Là cái ngày em nhớ cái ngày thứ hai chị ra ngoài đó, chị cũng nằm bơ bớt đó, chị đâu làm nổi đâu. Xong cái là mình nói chai dầu rồi hết hạn sử dụng rồi, mình thoa mà nó rát cái mũi của chị luôn mà chị không thấy mùi. Cái chị đưa em thoa, cái em cũng nói, cái lúc đó là em cũng nói bình thường rồi, ngày hôm sau em lại bị. Em về em ngửi cái chai gừng, ngửi chai gừng này. Đó là cái triệu chứng của ngày thứ hai nha mọi người. Còn ngày đầu tiên á là đa số ai cũng chung chung là đau đầu hay là kiểu hơi mệt mệt một tí, sốt, kiểu gọi là thấy kiểu gọi là khó chịu trong người một tí rồi á. Bây giờ Vi cũng đã bị rồi nha mọi người. Vi chia sẻ cái ngày đầu tiên mà mình gọi là bị COVID nó như thế nào. Cái ngày đầu tiên ấy, em đó chia sẻ cái ngày đầu tiên thôi. Một câu chuyện buồn và một câu chuyện dài. Có cái cảm giác nào mà kiểu bầu rồi đi đẻ rồi chồng rồi không ở chung rồi ở xa rồi các kiểu rồi chồng rồi bị COVID mà không được bên cạnh rồi con thì trời, nói chung là cái cảm giác. Cho mình xin ngắt lời chỗ này một tí là nói cho mọi người biết là lúc đó là mình đang ở riêng ấy, còn mình muốn giữ gìn cái sức khỏe cho vợ và con ấy, cho nên mình đi ra ngồi chung cư mình ở riêng, còn nhà mình ấy thì là đỡ Vi và mẹ của mình ở cho nó an toàn ấy, mọi người đó, cho nên là Vi sau này Vi cũng bị sau khi mình trở đi làm rồi về rồi xong rồi cũng bị, nói chung chấp nhận lúc đó con trên 6 tháng rồi á, mình nghĩ nó cũng khỏe rồi, nói chung mình cũng không có thể nào mà cứ ở riêng như vậy, nó tốn kém nhiều lắm, nên là thôi chấp nhận, người ta đã chấp nhận sống chung với nó rồi thì mình cũng phải về, chứ cứ ở riêng mấy tháng gì hả, 6-7 tháng à, 6-7 tháng gì đó, cảm giác kiểu cha con xa nhau rồi vợ chồng xa nhau rồi bị cái đấy nữa, rồi sau này mình bị thì có chồng ở bên rồi, nói chung cũng trải qua rồi anh chị cũng chăm sóc rồi cũng truyền đạt lại, thì nói chung là cũng đỡ hơn. Em chia sẻ cái ngày đầu tiên em có những cái triệu chứng gì hoặc là em cảm giác như thế nào. Em bị chóng mặt, đau đầu, rồi cảm giác như là chị muốn nằm, đầu rất là đau, rồi là 2-3 ngày sau mới bị mất vị giác, khứu giác, em cũng mất. Trời, mọi người biết không, nó không hửi được một cái gì. Nói chung là nó ăn cái gì cũng như không biết ăn luôn, cứ nhai rồi nuốt rồi chứ không đúng biết rồi, ăn cái đó là cái gì luôn. Thì xong cái hửi lúc cũng đó không là... biết luôn. Mình ngày hôm sau ấy là ngày đó là ngày thứ ba, là mình về mình cháy tỏi rồi mình nấu ăn, nấu món gì đó. Nhưng mà thằng này nó ngồi bên nó cũng không biết mình nấu món gì. Mình cũng không biết mình đang nấu món gì. Cái xong mình cháy tỏi mình thấy nó vàng rồi mà mình thấy nó chưa nghe mùi, mình nói tay ơi em có nghe mùi gì không tay, sao mà chị cháy mình sao nó lâu nghe mùi dữ vậy, là nó bị như rồi ai gì là mình bị chứ không phải nó bị. Đó là các cái triệu chứng của ngày thứ hai nha mọi người. Ngày thứ hai, ngày thứ ba là đa số là mọi người sẽ có những cái triệu chứng tiếp theo, đó là mất mình là mất vị giác trước. Vị giác là mình ăn mình không biết mình ăn cái gì luôn, thậm chí lúc đó chị mình ở với mình, chị nấu nói chung là các cái món rất là ngon, nói chung là cháy tỏi rồi các cái món mà kiểu ngại mùi á mọi người, mà mình không có biết đó là cái món gì, mắt thì biết đó là cái món gì nhưng mà miệng ăn thì không biết đó là cái món gì. Nhưng cái lúc đó mình lại không biết mình đang bị COVID, là mình cứ nghĩ là vẫn là cấm cấm, cứ nghĩ là cấm cấm bình thường thôi. Cái bữa đó là tối đó là đang ăn cơm, cái xong rồi chị ngồi chị bông đùa, chị nói là hay là tay ơi, hay là mình bị COVID, hay là mình bị COVID rồi tay, mà lúc đó là đã khỏe hơn được một chút, đã vẫn có thể ra tự nấu ăn được. Cái xong cái thằng này nó cũng đua lại, nó nói chắc mình bị hết rồi, cái tự nhiên sáng hôm sau lại rủ đi test COVID, ai về dính hết. Ba anh em nhà mình, mọi người trước là test, sau em là khỏi cần test, bởi vì triệu chứng giống nhau quá, nó kiểu như không khác gì luôn. Mình vừa giống chị mà như phòng, trời ơi, vậy thôi khỏi đi test chi, tốn tiền, bên này test đắt tiền ha. Nhưng mà cái ngày thứ ba ấy là nó đi kèm với lại khi mà vừa sốt xong là nó bị đau cổ họng. Cái ngày thứ ba nó đau cổ họng nhưng mà nó không có đau bình thường giống như cảm cúm, đúng không? Đúng. Mình cảm giác nó khô mà mình người mình nó mất nước hay á mọi người. Bình thường hồi xưa mình cảm
cảm cúm bình thường ấy thì mình vẫn có thể ăn uống ngon này, mình ăn mình vẫn biết cái mùi vị nó ngon, mình thèm ăn, mình kiểu gọi là mình biết rất là nhiều so với lúc mà mình bị Covid. Đó cho nên là ngày thứ ba là em bị mất khứu giác luôn. Ngày thứ ba là mình ngửi, mình lấy rượu gừng này mình ra mình ngửi, nói chung mình ngửi tất cả những cái đồ mà mình ngửi được ở trong nhà. Lúc đó mọi người biết làm sao không? Là mình cứ 50-50, hay là mình cảm cúm, hay là mình bị Covid. Mình cứ hy vọng là mình không có phải bị Covid, nhưng mà mình vẫn cứ nghĩ là mình cảm cúm. Ngày hôm sau là mấy chị em mình quyết định là đi test. Đi test cho vui, kiểu như là rủ đi test cho vui. Test cho vui thôi, kiểu gọi là đỡ. Bởi vì là mình không test mình cũng nghĩ, mà mình test mình cũng phải nghĩ, nhưng mà cái tâm lý mình lúc đó mình cũng muốn đi test để cho nó xem á, để mình biết mình là chắc ăn nó là mình bị cái gì, cảm cúm hay là do lúc đó là tháng 10 nó vẫn còn lạnh, xe lạnh á mọi người. Đó cho nên mình cứ hay kiểu ngang mơ màng là mình không biết là mình bị cái nào. Đó xong rồi lúc đó mấy chị em nhà mình đi test, xong rồi mới sau 72 giờ là người ta đi lấy dịch cổ họng mình á mọi người. Xong rồi người ta lấy dịch mũi nữa. Xong rồi người ta cho mình đỡ lại email. Thế là sau 72 giờ là họ gửi cái thông tin, cái kết quả mà mình bị ấy mọi người. Thế là mình in ra là mình thấy là mình bị Covid. Lúc đó là lúc đó là mấy chị em mình không có bất ngờ mày. Không có bất ngờ. Nói chung là không có bất ngờ, mình xác định rồi. 70%. Lúc đó mình đoán là 70-80% là mình bị rồi. Mà lúc đó là mình đi test cũng mất tiền nhiều ấy. Một người bên này là 500 ru ấy, là hơn 3 triệu trên một người một lần test đó mọi người. Đó thì được đó, mấy chị em nhà mình test xong rồi là về, nhưng mà về nói chung vui cũng vui vui, nhưng mà cũng vui rồi là đỡ cho kiểu là mình tạo cái không khí để mình vượt qua nó thôi mọi người. Nhưng mà tâm lý ở trong rất là sợ, mình sợ là có những cái triệu chứng tiếp theo á, nó làm cho mình phải mình sợ. Nói chung mình ngủ ban đêm mà mình cứ sợ là mình có những cái triệu chứng gì. Thế là ngày thứ ba là mình bắt đầu là dồn hết những cái triệu chứng lại cùng một lúc luôn á mọi người. Đau đầu nè, sổ mũi nè, viêm họng nè, rồi ho nè, mất vị giác nè, mất khứu giác, nói chung là tất tần tật hết. Đó xong rồi là ngày hôm đó sau khi có kết quả xem là bên Vi rồi nè, nhà Vi ở bên nhà riêng mà lúc đó Vi là đi mua với mẹ của mình nữa, chi viện qua, nói chung là chi viện tất cả những cái đồ mà gọi là do lúc đó là mình bị rồi mọi người. Làm nhà mình cũng đã khai báo với cơ sở y tế ở cái vùng mình ở, cái địa điểm nhà mình ở mọi người, đỡ cho bác sĩ họ theo dõi, rồi có gì mình gọi ra mình xin thuốc, hoặc là người ta bên này người ta sẽ cho thuốc theo cái code đó. Là mình cầm cái code ấy mình ra hiệu thuốc, hoặc là mình nhờ người thân của mình ra hiệu thuốc để mua cái thuốc đó cho mình, cho mấy chị em nhà mình không có được ra khỏi nhà mọi nhưng người. Nhưng mà mọi người nhà mình rất là ý thức, ba chị em nhà mình bị nhưng mà rất là ý thức, lại lúc đó là nhờ bên này mua đồ chi viện cho mình. Xong rồi là mình đi ra ngoài là mình tự giác mình đem theo cồn sát khuẩn này, rồi mình mang khẩu trang, mình bịt hết từ trên xuống dưới để mình không có đụng vô mấy cái cửa tay đó, rồi chỗ nhắn mật khẩu rồi đó. Nói chung là mình rất là có ý thức trong cộng đồng để cho không có bị lây lan cho mọi người á. Cái là mình đổ rác, mình đi đổ rác mình cũng rất là ý thức luôn. Mình nhớ hai hôm nay này đi đổ rác lúc nào cũng ấy. Nói chung là 100%, nói chung lúc nào trong nhà và trong người lúc nào cũng có một cái bình xịt sát khuẩn á mọi người. Cứ chạm vào những cái gì công cộng là cứ phải xịt sát khuẩn xong hết mọi thứ, rồi nói chung là mặt thì lúc nào phải đeo khẩu trang rồi. Đó thì cái đợt đó là nhà mình đi mua nguyên một cây cam luôn. Đó trong nhà lúc nào cũng có một cây cam to. Cứ sáng nào là chị mình nè, sáng nào ra cũng vắt cho mình một ly nè, rồi anh một ly, anh rể của mình, chẳng là chồng của chị á, chị một ly nữa. Đó là cứ mấy anh em uống ngày nào cũng một ly nước cam. Rồi là mình chia sẻ với mọi người một cái nữa rất là quan trọng, đó là ngày nào các bạn cũng phải khò nước muối. Đó, khò nước ấm với muối á. 15 phút một đó, lần. Cứ... Bây giờ chưa bị cũng 10 phút, 15 phút. Đó, cơ cả những người chưa bị. Và những người bị cứ thường xuyên, cứ ngày nào cũng như ngày đó các bạn cứ khò nước muối nóng cho mình. Lúc đó, ở bên đây á, một ngày á, là trên 20.000 người bị. Nên là 20.000 người bình thường, xem như bình thường. Dù ở Việt Nam mình bây giờ là đang nóng ấy, nên là mình chia sẻ cái clip này. Nhưng mà mình thấy là từ ngày ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 là các triệu chứng là thường là giống nhau.
là lúc đấy là đã đỡ sốt và đỡ đau đầu rồi, nhưng mà cảm giác trong người mình nó mệt á, nó không, nó mệt lắm, nó không có như bình thường, nó không có khỏe lại nhanh như là cảm cúm. Nhưng mà em thấy có một chuyện là mệt nhưng mà thèm ăn. Chị có thèm không? Không, không thèm ăn. Không thèm ăn á. Anh Tiếp thì tục do vẫn cho con cứ bú hả? Em thèm ăn ghê lắm. Giờ em đang cho con uống. Cô họng đau nhưng mà lúc bới một tô cơm vô tưởng tượng đói lắm mà không nuốt được. Là bắt đầu từ lúc đấy là nhà mình là sáng nào cũng là nước cam, có thể là một ngày 2 ly nước cam. Với sáng ra là uống cái viên C 1000 á, dung lượng 1000 á, là uống cái viên C sủi đó. Rồi xong là phải bù nước liên tục. Quan trọng, rất là quan trọng là phải bù nước, nhưng mà mình lại không đánh giá cao cái việc là uống nước xả với lại tối rồi cái gì xả gừng rồi, như mấy nay mà mình thấy ở Việt Nam người ta hay chia sẻ bài á, mình lại không đánh giá cao cái việc đó. Nhưng mà mình chỉ cần là uống một ly, có thể là trà Liệp Tông cũng được, nhưng mà mình định cho vào một ít mật ong với lại một lát chanh với lại vài 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 cọng gừng á, gừng thái sợi á, là một ít thôi, chứ chứ còn mà uống quá nhiều giống như là mọi người chia sẻ thì mình nghĩ là không biết là Covid có bớt hay không, nhưng mà mình sẽ bị gặp những cái vấn đề khác, rắc rối khác vì cơ thể quá nóng. Đúng không? Linh mục. Cho nên là đừng 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 có uống quá nhiều mấy cái đó, nó nóng. Chỉ cần thêm một ít mật ong nè, rồi thêm một lát chanh thôi, rồi vài vài cọng gừng thái sợi đó. Rồi thế thôi, còn bổ sung cam với lại nước lọc. Uống nước lọc rồi, nhưng mà mọi người phải phải ăn, đừng đừng có chán ăn mà phải 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 cố gắng ăn ăn vô nhiều vô, xông hơi càng nhiều càng tốt. Rồi là một ngày là xông hơi một lần, một ngày là phải 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 xông một lần rồi. Nhưng mà đừng, em nhớ mấy cái đó là mình, mấy chị em mình là mệt nhưng mà cố rủ nhau là đi đi lòng vòng đi ở trong cái chỗ do nhà mình có một cái khoáng ở chỗ đó là chung cư, nhưng mà ở chung cư chỗ đó của riêng nhà mình là vẫn có một cái khoáng rất là nhỏ nhỏ, cũng có cái xanh. Thì mình cố gắng mình ra đó mình hít thở, nhưng mà mình vẫn phải giữ rất là giữ khoảng cách với hàng xóm, không có con hàng xóm chung cư, nhưng mà nó không có con hàng xóm. Nó có một cái khu nhỏ cái nhỏ khu để riêng. mình ra đấy mỗi buổi sáng đó, mọi người, là nếu mà mọi người muốn tốt cho cái sức khỏe của mình với lại là những người bị hay chưa bị cũng vậy. Nói chung là đây mình chia sẻ những cái mà mình đã trải qua, và mình khuyên mọi người là những người nào bị hoặc là chưa bị cũng nên giữ cho mình một cái tinh thần gọi là hết sức bình tĩnh, dù mình có bị hay không bị mình vẫn cứ phải vui tươi, mình phải nghĩ nó một cái gì đó nó tích cực lên đó. Đừng sợ đó, hãi, đừng có sợ hãi nó một cái gì hết. Đồng ý là mình cũng vẫn là có một cái gì đó hơi lo lắng, nhưng mà cái càng lo lắng thì là càng làm cho mình mệt đi, và mình càng nói chung là mình áp lực đi. Thì bệnh này nó đã làm cho mình đã khó thở rồi, đúng không? Ngột ngạt khó thở rồi, mà mình tự làm cái stress của mình nó nặng lên, làm mình cảm thấy mình rất là ngột ngạt ở trong lồng ngực này. Lồng ngực lúc nào nó cũng phải, mình phải cứ hít khó vào thở ra, hít vào thoát sau rồi thở ra đó. Nó rất là mệt. Nói chung là bệnh này khó thở rồi là phải thoải mái, nói phải mọi người phải giữ một cái tinh thần gọi là rất là thoải mái. Buổi sáng á, nắng ấm nổi lên á, mọi người nên mở cửa hết cửa phòng ra, đi ra ở ngoài ban công hoặc là ở trong khu vực của mình ấy, trong khu vực nhà của mình ấy, tìm chỗ nào có ánh nắng buổi sáng ấy, là mọi người nên hít thở không khí một tí, rồi vào là ăn sáng, uống nước cam. Nói chung là đừng có nằm nhiều, đúng không? Nói chung là đừng có nằm nhiều, không có nằm nhiều, không có nằm nhiều. Mền gối của mình là mình phải nên phơi nắng nhiều để cho cái con virus hay nó chết bớt đi, nó lúc đó là đỡ bớt. Lúc đó là mệt quá, cứ ngồi cứ ôm điện thoại á, khô khí lên tí rồi là cứ ôm điện thoại á, là tụi mình thấy mệt, cho nên là mấy chị em mới rủ nhau là đi ra ngoài nói chuyện, nó như nhau để tắt cái điện thoại ra, đừng có nằm nhiều, không có nằm nhiều trong phòng. Tập thể dục nhẹ, tập thể dục ở trong nhà mà cũng tập thể dục nữa kia đâu. Được được đấy, em tập mình đâu có, hồi giờ mình đâu có tập thể dục trong nhà đâu, mà tự nhiên từ lúc bị Covid xong là mình cứ sáng ra ăn uống xong rồi là mình cứ mở bài ra rồi tập hít thở một tí cho nó yoga nhẹ, nên mọi người nên tìm một cái công việc gì nhẹ nhẹ ở trong nhà, hoặc là tìm một cái việc gì đó, kiếm cái việc gì đó làm ở trong nhà cho nó quên đi đó. Bây giờ mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là những cái thuốc gì mà mình và chị mình đã sử dụng trong cái lúc đó, ngồi những cái cũng thực phẩm thiết yếu hay là những cái đồ ăn hay là gừng xả gì đó. Cái đó thì mình nghĩ là ở Việt Nam rất là phổ biến và mọi người rất là rõ, ở Việt Nam thích hơn cơ cả hơn cả mình. Còn là vấn đề thuốc thì mỗi ngày á là mình uống một viên vitamin C. Nói chung là
mọi người mua hai loại vitamin C cũng được, một loại C dạng dạng viên và một loại C dạng suối. Đó, bỏ vào trong nước rồi nó xì bọt lên đó. Đó là mọi người uống cái đó, hoặc là uống cái loại vitamin C bình thường ấy, cứ mỗi ngày một viên là nó tăng sức đề kháng cho mình. Còn nếu mà mọi người nào mà có kinh tế hoặc là có tiền, nói chung là có thở, thì nên mua thêm cái thuốc gọi là hỗ trợ phổi. Đó, phổi, bởi vì cái con virus này nó rất là nguy hiểm. Khi mà nó vào trong phổi rồi á, nó sẽ gây cho ho, rồi lúc đấy mình mà ho nhiều, rồi sốt, nói chung là sốt 37, 38, 39 độ. Nói chung là lúc đấy mình đo hai lần thì mình có một lần 39 và một lần 38, thì lúc đấy sốt mấy ngày liên tiếp. Là mọi người cứ mua ở sẵn ở trong nhà, nói chung là tất cả những loại thuốc nào là đau đầu nè, sổ mũi, viêm họng, nói chung là cảm cúm, nói chung là cơ cả thuốc tiêu chảy nha. Có những người vẫn có những cái triệu chứng tiêu chảy thì với lại là mất nước, cái gọi là cái đúng rồi, cái gối mà cân bằng cái gì, cân bằng chất điện giải, cân bằng chất điện giải nha mọi người. Đó, chất điện giải, nhưng là mình có triệu chứng gì là mình lấy cái thuốc mà hàng, mà trước đây mình bị ví dụ viêm họng thì mình dùng thuốc viêm họng ngậm hay là gì đấy, ho thì thuốc ho, mà cảm thì dùng thuốc cảm, rồi sốt chung, thì hạ sốt vậy thôi. Nói chung là trị triệu chứng thôi, chỉ có uống thuốc trị triệu chứng. Tức là nhà mình là khi mà biết rồi là tự trang bị những cái thuốc đó, và khi người nào mà gặp cái vấn đề nào thì uống cái thuốc trị cái triệu chứng đó thôi, chứ chưa có thuốc trị Covid á. Cho nên là cứ thế thôi. Cho nên mình thấy tới ngày thứ tư, thứ năm là các triệu chứng đều ổn hết, chỉ có bị mất khứu giác, vị giác đó thì nó còn kéo dài tới mãi một tháng sau là tụi mình mới lấy lại. Còn từ cái ngày thứ tư đến ngày thứ bảy, thứ tám á là bình thường rồi, nhưng mà nó khiến cho mình mệt. Có thể là sáng ra mình thấy rất thoải mái, rất khỏe, nhưng mà tới trưa tới chiều lại đột ngột rất là mệt. Nó mệt dai dẳng, nhưng nó, mà nó rất là mệt. Hồi đó em không uống thuốc gì hết. Bởi vì em cho con uống mà. Cho con uống nên là có thuốc nhưng mà em không uống luôn. Em cứ ăn nhiều, ăn trái cây nhiều, ăn nhiều. Lúc đó mình đã ăn khỏe nữa nha. Là mình cứ ăn rồi uống nước cam, rồi nói chung là không dùng thuốc luôn, nên là mình vượt qua. Mọi người cũng đừng có chủ quan. Đúng là mình phải giữ tinh thần lạc quan với lại là vững, nhưng mà cũng đừng có chủ quan, tại vì hồi đó mình bị là mình bị cái chủng cũ. Còn mọi người đúng rồi, nghe nói ở quê mình là chủng gì? Chủng mới đó. Chủng mới. 3 ngày là tái phát đó, chứ không phải đó, cho nên là mọi người phải hết sức là đừng có chủ quan. Nhưng mà nhớ một khâu quan trọng là phải kho nước muối liên tục. Đúng. Mà em thấy hay một cái là nó không lai cho em bé. Hai em bé nhà mình đâu vậy? Mẹ bị em bị cái xong là em bịt khẩu trang 24/24 luôn. Ăn cơm là phải núp đi chỗ khác, ăn bịt khẩu trang liên tục luôn, ngủ cũng bịt luôn. Mà ông này cũng bịt, mà những người bị rồi đâu bị lại đâu. Có kháng thở hết rồi mọi người. Vậy là mình cứ bịt, ông này ngủ ở dưới đất, còn mình ngủ trên giường, là bịt cũng ngủ trời, lúc đó khó chịu lắm, nhưng mà kiểu như sợ con cái ấy. Vậy mà hai cái là em bé nó không lây, nên là rất là may. Mọi người nếu mà có đang mang bầu, mang thai, hoặc là cơ cả sinh con, hoặc là những đứa trẻ 1 tuổi, 2, 3 tuổi được, mình đã bị rồi là mình nên giữ cái an toàn nhất có thể cho con mình. Thì mình cũng khuyên mọi người nên khò nước muối hàng ngày, uống nạp thêm năng lượng, ăn uống nhiều vô. Nói chung là với tinh thần rất là thoải mái, rồi chuẩn bị ở trong nhà. Trong nhà lúc nào cũng có một cái gọi là cái tu thuốc. Nói chung là tất cả những cái triệu chứng mà đó là mình gặp thuốc gì, mà mình đeo cái gì, mình lấy cái thuốc đó mình uống. Mà như nãy chị mình đã chia sẻ là cái bệnh Covid này nó không có dứt hẳn, mà nó cứ dai dẫn từng ngày, nó kéo dài 2-3 ngày 4-5 ngày rồi nó lại quay lại. Mình nghĩ là mình hết đau đầu là mình đã kết thúc được cái đau đầu rồi, nó lại chuyển đổi sang cái khác, thì mình đang cố gắng mình trị cái tiếp theo. Nhưng mà sau 2-3 ngày thì nó lại quay lại đau đầu. Nói chung là mình cứ phải đấu đá với nó miết vậy. Nó thắng mình thắng nó, cái này nó vượt qua cái mình, cái kia mình lại đáp lại. Nói chung là mình làm tất cả mọi thứ, mình là gọi là tổng hết mọi thứ đó, mình đấu với nó. Chứ mình mà mình chùng xuống một tí là mình sẽ thua nó ngay. Mình có một cái này muốn chia sẻ mọi người là mọi người nên mua cái máy mà xong đó. Cái máy xong thì mình sẽ đỡ ở bên phía bên này, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh nha. Đó thì cái máy này thì mọi người có thể mua ở hiệu thuốc, hoặc là không biết ở Việt Nam họ bán, chắc là ở hiệu thuốc đúng không, là cái máy mà đỡ xong á mọi người. Cái kém điện rồi mình nhỏ nước muối sinh lý vào trong cái đó. Shopee Việt Nam có bán. Shopee hoặc là các trang web lớn ở Việt Nam mình họ bán những cái đó. Nên nếu mà mọi người có cơ hội, hoặc là nói chung là có nếu có thì càng tốt.
Bởi vì hàng cái đấy ở bên này lúc đấy mình chia sẻ là cái lúc mình cộng đồng Việt Nam mình cũng như là người dân Ba Lan ở bên này bởi á mọi người là mọi người đang tuyên truyền nhau và mua cái máy đó và mua cái máy đó ngay nào cũng 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 xong nước muối sinh lý ở trong 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 cổ họng cho dưới đó nó rất là thông, nói chung là nó rất là tốt. Đó cho nên là mọi người nếu có thì cứ xong cái máy mà ập vào trong mũi á hàng ngày, nói chung là nó cũng rất là tốt. Nói chung là mình làm tống động viên hết luôn, nói chung là mình không có thua nó, mình cứ cố gắng mình phải chiến thắng nó. Sau 10 ngày và mình cũng và mấy chị em mình cũng đã dần dần thấy khỏe hẳn, nhưng mà có một cái gọi là vị giác và khứu giác nó vẫn chưa quay lại mọi người. Nó lâu, mình cứ báo là tại sao mình đã lâu vậy, trong khi giờ hết đau đầu rồi, hết mệt rồi, vẫn bình thường rồi, khỏe rồi, có thể chạy bộ một tí được rồi. Lúc đó mình vẫn đang trong cái thời hạn cách ly tại nhà cho nên là mình không thể đi ra ngoài được. Đó mình cứ nói mình mong chờ một cái giây phút cái khoảnh khắc nào đó mà nó chỉ cần mình ăn mình biết nó là cái gì thôi mà nó khó gì mà nó khó, nói chung là tuyệt luôn, mất kiểu như là trời ơi. Giống như mình đang ở trong không khí, không biết một cái gì luôn, hay thiệt. Nên là sau đó mình cũng có tham gia một cái vài cái group của người Ba Lan ấy. Họ bảo là họ cũng bị như mình, y như mình luôn. Nhưng mà họ bảo mình là đừng có lo lắng lắm. Sau trên 20 ngày. Kiểu trên 20 ngày hoặc là một cái thời gian nào đó, cái khoảnh khắc nào đó nó sẽ quay lại với mình là mình giống như mình vui, nó giống như một cái niềm vui nó đơn giản lắm. Nó tới lúc nào mình đâu có hay đâu. Đâu có hay đâu. Mình cũng không biết là nó về lúc nào. Nhưng mà mãi mình nghĩ là hơn một tháng mình mới lái lại được, gọi là lái được phong độ của mình. Anh biết rồi, người biết rồi. Nên là mọi người cũng nên chuẩn bị những cái thuốc và những cái đồ lương thực thực phẩm ở trong nhà là rất là tốt luôn. Đặc biệt là gừng sả với mọi người ăn cam, vo, quýt, chanh gì cứ giữ lại cái vỏ. Đấy, pho trên lò suối hoặc là nói chung là giữ lại cái vỏ đó nó rất là lợi hại. Lấy vỏ còn ruột đầy hết. Với lại là mình muốn chia sẻ một cái nữa. Mà mình nghĩ là mình cứ chia sẻ hết những gì mình đã trải qua, mình biết đó là mọi người nên mua giấm hoặc là đỡ xong ở trong phòng á, ngày xong một lần, xong cho cái không khí ở trong cái chỗ mà mình ở ấy cho nó diệt vi khuẩn, cho nó chết bớt vi khuẩn. Lấy nồi cơm điện cũng được. Nồi cơm điện cũng được. Đó, giấm ấy mình cứ đun sôi lên là nó sẽ khử trùng ở trong phòng. Hồi trước là mình bị là mình vẫn xịt sát khuẩn trong phòng, mình nói chung là mình hút bụi liên tục. Rồi mình lau, rồi mình xịt sát khuẩn trong phòng, xịt liên tục luôn để cho nó sát khuẩn trong không khí á. Rồi mình mở tung hết các cửa ra, lạnh mình vẫn mở hết ra cho nó thay đổi không khí. Ăn uống, cái khâu ăn uống đó là cũng quan trọng lắm, mọi người phải cố ăn. Mình chia sẻ với mọi người là khi mà mình bị xong rồi á, sau ấy vài ngày là mình làm mình cảm thấy rất là nhanh mệt. Nói chung là mọi khi mình lúc mình chưa bị á thì mình cứ làm quần quật hay là mình làm cái công việc gì đó. Đây mình làm 30 phút thôi là mình đã cảm thấy mình mệt rồi á. Mình biết là bây giờ tình hình ở Việt Nam bây giờ mình rất là căng thẳng. Nói chung là mình ở bên này mình cũng đã theo dõi trên mạng Facebook hoặc là các cái thông tin và báo đài họ đưa tin là ở Việt Nam mình bây giờ nói chung là tình hình rất là căng luôn ấy. Ở Sài Gòn nói chung là giờ các tỉnh ở thôn quê làng xã ở đâu đâu nó cũng có những cái chốt chặn để kiểm tra. Mọi người nên giữ cái sức khỏe, nói chung là an toàn cho bản thân mình và cho cộng đồng nữa. Nên là mình hy vọng là Việt Nam mình sẽ sớm trở lại một cái cuộc sống nó bình thường. Mọi người cùng nhau chung tay gọi là bảo vệ sức khỏe, nói chung là phải sát khuẩn tay, nói chung bị khẩu trang rất là kỹ. Nói chung là mình rất là hoan nghênh những người mà có ý thức gọi là có những cái giữ cái bảo vệ cái bản thân và cho những người xung quanh nhà mình, đặc biệt là những người thân trong gia đình nhà mình. Clip này có thể giúp được các bạn một phần nào đấy, thêm một chút thông tin nữa đến các bạn, để các bạn có thể là tìm thêm được một cái kinh nghiệm nào đấy để vượt qua được Covid, chiến thắng nó một cách dễ dàng hơn. Và mình hy vọng là trong một thời gian ngắn nữa thì Việt Nam mình sẽ nhanh khỏe trở lại. Cả thế giới luôn. Cả thế giới. Đỡ mình còn về Việt Nam chơi rồi mọi người. Giờ đàn mình đâu có về Việt Nam rất chơi được. Rất là buồn. Cho nên là những cái chia sẻ của mình có thể là phù hợp với những người này nhưng mà cũng không phù hợp với những người kia. Nói chung là mỗi người có những cái quan điểm, những cái cách mà vượt qua Covid khác nhau. Cho nên là mình cũng muốn chia sẻ là những cái gì mình đã trải qua, mình chiến thắng nó thôi mọi người, chứ không phải là một cái cách hay là một cái bài thuốc cái gì cả. Cái này nó giống như gọi là mình trải qua, mình bị, mình chia sẻ những cái thật sự mà mình trải qua thôi. Cho nên là một lần nữa mình xin chúc tất cả mọi người ở Việt Nam mình hãy cố gắng mạnh mẽ lên,
hãy giữ một cái tinh thần gọi là vui vẻ, phóng khoáng và ăn uống thật là nhiều, bổ sung nhiều chất vitamin C đó. Uống nước càng nhiều càng tốt. Chắc là mình cũng xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Các bạn có những cái câu hỏi thắc mắc gì hay là những cái muốn mình trả lời những cái câu hỏi gì thì hãy comment em phía bên dưới, mình sẽ trả lời cho mọi người, đỡ mọi người hiểu rõ hơn về những cái gì mà mọi người đang thắc mắc. Thôi video lần đây mình cũng xin chia sẻ như vậy thôi. Mình cũng xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở một video tiếp theo nha. Thôi mấy chị mình xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye.